8-900. Rồi bây giờ em có cái quần giống như vậy luôn, nhưng mà cái quần này là size L. Cái quần này là size L 800, thêm bán 750 thôi. Cái quần size L, quần jogger size L nha mấy chế, 750.000 size L. Ai chốt báo tiếp giùm em. Em chốt trước em mờ. Chị bên Trang bên này chị chốt trước chị ơi. Chốt trước. Chị muốn coi giờ không chứ bây giờ ai cũng làm khách mà. Chị Hà Phạm chốt trước. Chị Hà Phạm chị chốt trước, chị vừa mới con mình em nói chưa có dứt lời là chị đã lên chị chốt rồi. Em ai cũng muốn bán hết đó mấy chị. Size L, ai chốt cái quần báo giùm em luôn. Chị Hà Phạm có 750 thôi. 750 thôi. Trần Thị Liễu. Chị Trần Thị Liễu chốt cái quần size 750.000 size L. Thì chị nói chị em đứng đây chị đọc được mà chị chưa có nói hết lời là chị đã chốt rồi. Rồi em có một cái áo nữ size L đây. Cái áo này thì 850.000. Em có hai màu, một cái màu đen, một cái màu hồng. Ai lấy thì báo giúp giùm em. 850.000. Nghe chứ. Size L là cỡ chừng 65 68 kg, một cái màu đen, một cái màu hồng. Ai chốt báo giùm em. Một cái màu đen, một cái màu hồng size L. Cái này là của cái chị Thúy Ngọc Hoàng ở trên Lâm Đồng á. Bà chị lấy chị không chị bỏ của em á chị. Một cái 850.000, hai cái 1.700.000, em tính 1.650.000 nha. Ai có chốt một cặp áo này báo giúp giùm em. Chị Hằng Hằng áo size L 850. Lấy hai cái luôn đi em bán cho chị 1.650.000. Chị Phượng Lê áo nữ XL 850 đen. Hằng Hằng chốt trước, hỏi chị Hằng Hằng lấy màu gì? Chị hỏi sao nói. Chị Hằng Hằng ơi, chị Hằng Hằng lấy màu đen hay màu hồng? Nếu mà chị lấy màu đen thì một cái là 850, hai cái là em tính 1.650.000. Đen thì liễu rồi. Rồi chốt cho chị Hằng Hằng cái áo phát màu đen. Chị Hằng Hằng lấy một cái màu đen. Rồi em còn một cái màu hồng nha. Chị Phương Lê chị lấy màu đen mà hết rồi, còn cái màu tím lấy. Bây giờ em còn một cái em coi lấy màu gì. Bây giờ em còn một cái màu tím. 850 ai lấy không chị ơi? Hỏi chị Phương Lê đi. Em còn một cái màu tím ai lấy không chị? Trần Thị Liễu lấy hai cái chị sao? Em còn một cái màu tím 850.000 sang L. Em còn một cái màu tím 850.000 sang L. Ai chốt báo giúp giùm em mấy chị. Một cái màu tím 850. Chị Trần Thị Liễu ơi, hồi sáng nay em có nhắn tin em xin thông tin chị Trần Thị Liễu cho em chưa chị Trần Thị Liễu? Em xin thông tin chốt hàng đó chị Trần Thị Liễu gửi cho em chưa chị? Rồi ai lấy cái màu hồng báo giùm em nha mọi người. Ai lấy cái màu hồng 850.000 báo giúp giùm em. Ê, còn cái nữa. Chị Phương Lê nè. Chị Phương Lê chốt cho chị đi, chị lấy cái màu đen luôn nè. Đây em lấy cho Trần, chị Trần Thị Liễu lấy hai cái nè. Chị Trần Thị Liễu ơi, em có một cái L nữa là hai cái, em chốt cho chị hai cái 1.650.000 nha. Chị nãy nè. Chị Trần Thị Liễu nha, em chốt cho chị hai cái 1.650.000. Chị Trần Thị Liễu em hỏi chị hồi nãy em xin thông tin nhận hàng chị Trần Thị Liễu cho em chưa chị Trần Thị Liễu ơi? Cho em xin thông tin nhận hàng chưa, nếu mà ấy thì em mới chốt hàng cho chị được nghe. Chị chốt mà mấy món mà chị chưa cho em xin á, hồi nãy em có nhắn tin. Chị Trần Thị Liễu cho em xin thông tin nhận hàng chưa? À, chị Phượng Lê chị lấy áo phát màu đen nè. Không, bên đây lấy hai cái. Chị Trần Thị Liễu cho em xin thông tin nhận hàng chưa hả chị? Em hỏi chị. Mà chị cứ ok chị dạ hoài. Em hỏi chị cho em chưa? Em bán cho chị Trần Thị Liễu hai cái 1.650.000. Rồi chị nói chị Phượng Lê. Rồi em hết áo khoác rồi nha mấy chị. Em hết áo khoác rồi. Chị Trần Thị Liễu cho em xin thông tin nhận hàng. Cho em xin thông tin nhận hàng. Chị chưa em cho thông tin nhận hàng mà chị kêu em gửi đi. Giờ em nhắn nè. Giờ em nhắn. Rồi giờ em nhắn chốt cho nhắn cho em nha chị. Bán bao nhiêu? Áo tập phía sau. 280 một cái, hai cái 550.
bộ nam. Đây là nãy ai hỏi bộ nam đây chứ ơi. Em có một bộ nam size L. 1,5 triệu nè mấy chị. Một bộ nam size L. Nãy ai hỏi ta? Cúc cu. Chị Cúc cu ơi, chị Cúc cu còn đang coi không chị? Em có một bộ nam size L, 75-85kg. Áo hoodie và cái quần ba sọc. Chị Cúc cu có lấy không? Em tính cho chị Cúc cu 1,5 triệu một bộ này thôi. Bộ đồ ấm nha, bộ đồ ấm của nam. Quần jogger có bo ở dưới chân. Và size L. Chị Phạm Hà lấy quen L nè. Ai chứ? Chị Phạm Hà. Chị Cúc cu nãy giờ chị hỏi trước á, cho chị đi. Chị Cúc cu 1,5 triệu nha chị Cúc cu. Chị Cúc cu chỉ kêu từ hồi sáng tới giờ. Phạm Hà Nam. Dạ Nam, để em từ từ em tìm nữa cho chị. Nam, Nam. Còn bộ Nam nào không? Nam L. Còn bộ Nam sang L nào không? Không có cái bọc. Em còn quần được không chị? Em quần cũng có. Cúc cu. Hết rồi Nam rồi. Ủa là này một bộ hả? Nhiều. 1,5 triệu. Em có một cái quần nữ mấy chế ơi. Em có một cái quần nữ size nha. Bao gì? Cái quần nó vô được rồi, cột nó vô được rồi. Cột vô cái áo với cái quần đi. Lại không phải bởi vì bị khách người ta chửi á, like gì mà rối quá vậy. Mấy chị thông cảm đi, em ở đây mấy đứa em nó phụ thôi chứ nó không có phải là nhân viên chuyên nghiệp, cho nên là không có được nhanh nhẹn, không có được mẹ như người ta nha mấy chị. Em có một cái quần jogger của Calvin Klein mấy chị ơi, size M, 380.000, ai lấy báo giúp giùm em. Quần nữ nha mấy chị, quần nữ size M, 380.000, ai có lấy thì báo giúp giùm em. 380 size M nha mấy chế. 380 size M. Quần của CK, màu xanh đen, có cái chữ ở dưới chân luôn. 380, ai chốt báo giúp giùm em. Rẻ lắm nha mấy chị. Mấy cái quần này á, mặc rất là sướng luôn. Mặc đã lắm mấy chị ơi. Chị Trần hỏi quần gì đó. Dạ quần jogger CK của nữ size M, 380.000. Chị Trần Ngò có lấy thì báo giúp giùm em. 380 nha mấy chế, 380 quần nữ. Nó dớt hoài. Dạ em có một cái áo. Ôi, em còn một cái áo khoác của hiệu Dickie and White nè mấy chị. Một cái màu đen với lại một cái màu nâu size L, cỡ chừng 70kg mặc vừa. Em bán cho mấy chị giá là 700.000 thôi mấy chị. Một cái màu đen và một cái màu nâu, hai cái. Đây, một cái màu đen với một cái màu nâu. Ai chốt báo giúp giùm em. 700.000 cái thôi mấy chế. Ai chốt hai cái em tính 1,350 triệu nha. Ai chốt hai cái em tính 1,350 triệu. Một cái màu đen, một cái màu nâu sang L, khoảng 70kg mặc vừa á chị. Mà cái này rất là đẹp luôn. Áo hiệu Dickie and White nha chị. Đi kiếm người yêu, rất là đẹp. Đó, áo hiệu đi kiếm người yêu luôn. 700 một cái mà ai chốt hai cái thì em tính 1 triệu. 1,350 triệu nha mọi người. 1,350 triệu, ai chốt báo em. Mà cái này là bao ống luôn mấy chế. Áo em đang mặc size S 400 chị Trang Đại Trần. Áo em đang mặc size S 400. Chị Trang Đại Trần lấy em bán cho chị 380 thôi. Lấy em bán cho chị 380 thôi. Chị Đình Thắm hỏi em, chị Minh Phan đang đi kiền quay. Ngồi ngắm trăng không vậy trời? Chị Huệ Đỗ nè. Sao vậy không thấy đường? Huệ Đỗ đen 700. Chị Huệ Đỗ ơi, em chỉ còn cái em chỉ còn cái màu nâu thôi, chị Huệ Đỗ lấy giùm em được không? Em còn một cái màu nâu thôi, 700.000. Em còn cái
đỏ lấy màu nâu à? Dạ, chiều hai đỏ chốt cái màu nâu này nha. Để quên á. Chiều hai đỏ chốt cái màu nâu 700.000. Chiều hai đỏ cho em xin thông tin nhận hàng nha chị Hoài Đỏ. Còn áo nào size S không cho chị coi, và còn chị em còn cái trắng nữa nè. Còn cái trắng nữa nè chị Trang Đài. Trang Đài ok không? Em còn cái trắng nữa. Trang Đài lấy báo giùm em luôn nha. Rồi còn cái này nữa nè. Còn cái áo Adidas 350. Áo Hà Puma trắng. Chị Trang Đài Trần chỉ lấy. Trang Đài Trần lấy rồi. Chị Trang Đài Trần lấy rồi Bảo Hà. À, chị em còn cái Puma Adidas size S nữa là chị Trang Đài. 350, chị Trang Đài lấy luôn không? 350. Áo trắng này nha. 380. Chị Trang Đài lấy luôn báo giùm em nha, 350 luôn. Mặc lên được không? Rồi, em bán em còn cái áo khoác size L nữa nè chị. Đây này. Đấy bom luôn. À, em còn một cái áo khoác size L. Dạ em chốt chị Trang Đài Trần rồi. Áo khoác size L cũng là 60-65kg. À, 850 nha mấy chị. 850. Em còn một cái màu xám tay hồng. Ai chốt báo giùm em. Xám tay hồng size L 60-65kg. Dạ rồi em chốt cho chị Trang Đài Trần rồi. Một cái đen một cái trắng 850.000. Ai chốt cái xám báo giúp giùm em nha mọi người. 60-65kg bận nha mấy chế. Có áo nam không em? Dạ hết áo nam rồi chị ơi. Em hết áo nam rồi. Em còn một cái áo nữ. Ai có nhu cầu chốt cái áo nữ này thì báo giúp giùm em. 850.000 nha mọi người. Áo có chữ Adidas hồng ở đây, size L, 60-65kg nha chị. 60-65kg, ai chốt báo giúp giùm em. Quần nam. Ở đây em có cái quần jogger Adidas nam rồi mới chết. Size L 75-85kg, 750.000 mấy chế ơi. Ui cha, cái quần này nó đẹp quá mấy chị ơi. Quần size L nha mấy chị. 75-85kg, quần Adidas jogger size L. Có cái ống bo dưới chân nha mấy chị, 750. Ai lấy cái quần này báo giúp giùm em. Quá đẹp luôn mấy chị. Kim Bạch có nguyên bộ không? Dạ, này đồ nam. Này áo này quần nam chị. Cái này là quần nam chứ không phải quần nữ nha chị ơi. Quần nam. Hồng Thị Thanh 700. 750 nha chị Hồng Thị Thanh. 750 chứ không phải 700. Chị Hồng Thị Thanh ok không chị? 750.000 sang L. Xin là chị Hà Phạm nè. Chị khoan để chị hỏi chị Hồng Thị Thanh có ok không đã. L nam hả? 750. 750.000 chị Hồng Thị Thanh ơi. Áo 850 lần chứ không phải 650 chị. Chị Huệ Đỏ áo của em là 850 nha. Chị Hồng Thị Thanh ơi, 750, chị Hồng Thị Thanh có ok không? Chị Hồng Thị Thanh ơi. Áo em mặc có nguyên bộ không? Dạ không, áo em đang mặc nãy em có một bộ em bán rồi chị. Hồng Thị Thanh có trả lời. Chị Hồng Thị Thanh ơi, chị Hồng Thị Thanh có ok không? Để em bán cho người khác, chị Hồng Thị Thanh ơi. Nói chốt chị Hà Phạm, bên đây nó này liên việc. Chị Hà Phạm chốt trước đó. Chị Hồng Thị Thanh trả lời giùm em với. Chị Hà Phạm chị nói chị lấy trước mà. Đâu có, chị Hồng Thị Thanh chỉ lên trước chị. Chị đợi em chút xíu. Rồi thôi em chốt cho chị Hà Phạm. Em chốt cho chị Hà Phạm cái quần 750 nha. Một cái áo màu xanh biển, có hai cái thôi mà nó đẹp
hai cái 1.600.000, em tính hai cái 1.500.000. Nếu mà ai có nhu cầu lấy luôn hai cái, rất là đẹp, em nói thiệt cái chị á, đẹp cực kỳ luôn á. Mà cái này không có đẹp, không có lấy tiền. Em có một bộ mà nguyên một bộ màu hồng, ngày hôm qua chị Tuyên Phạm chỉ mua một bộ màu hồng, một bộ màu đen. Em nói thiệt cái chị đẹp lắm 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 luôn, chứ không phải là đẹp phải hơi, đẹp lắm luôn á. Chị Tuyên Phạm ngày hôm qua bả dớt hai bộ rồi đó chị, hai cái nha. Nguyên bộ sáng lấy cho chị kim bạch hai cái luôn, một cái 800, hai cái 1.600.000. Mà nếu mà ai mua hết hai cái luôn, em bán hai cái 1.500.000 thôi, hai cái 1.500.000. Em hứa với chị là em bán hai cái này 1.500.000, em không lời một cách nào luôn. Nhưng mà tại vì nếu mà em giáp về mà em đi đổi sai thì em cũng mệt, cho nên em bán rẻ cho mấy chị mặc nha. Ai có nhu cầu chốt nguyên một cặp này thì báo giúp giùm em, hai cái dễ về rồi. Em có một cái quần nữa nè, size M đó, cái quần nó cứ quần nó giống cáo đó chị, quần jogger 60-65 kg, 750.000. Ai lấy cái quần này báo giúp giùm em, 60-65 kg, màu hồng cánh sen, mặc cái áo thun cũng được, mặc cái áo crop top thôi là mặc cái áo thun ngắn cũng được nha mấy chị, 750.000, 60-65 kg. Ai chốt báo giùm em nha mọi người, 60-65 kg. Ai chốt báo giùm em. Rồi em qua tới gửi cái này ra nóng quá. Đẹp quá chị ha, mấy cái áo khoác này đẹp. Mặc chi nguyên bộ, mặc cái áo khoác này với lại cái quần tây hay là cái quần sọt cũng đẹp. Em có hai cái quần 7, cũng cho hai cái quần size số 10 luôn này mấy chị ơi. Hai cái quần size số 10, quần jean 7. Eo là 88 cm. Cho em xem cái hồng cánh sen 75 kg vừa không chị? 75 kg vừa đó chị. Quá đẹp luôn em nói thiệt cái chị á. Quá xá đẹp luôn chứ không phải là đẹp gì vừa. Hồng cánh sen màu xanh biển. Cái này mặc cánh dơi rất là đẹp luôn á. Đẹp lắm nha chị Nguyễn Thị Thu Hà. Em nói thiệt á, em không có suối bậy gì đâu. Em suối cái này là suối đẹp luôn á, rất là đẹp. Đẹp bao đẹp luôn. Em bán một bộ là tới 1.000.000. Chị Thanh Liễu gì cho em đổi cái áo hồng lấy cái xám nha chị, là sao? Đổi áo hồng nào? Cái hồi nãy là lấy một cái đen với lại một cái hồng, lấy một cái đen với một cái hồng á. Ok chị đổi. Cái áo hai cái áo khoác hồi nãy của chị á, một cái sọc đen, ba sọc đen với lại một cái hồng nó bị mất cũng lâu đi. Vậy đó là cái xám đây, đưa trả lại cái hồng đây. Nhà đây cho chị coi, cho chị Nguyễn Tâm coi cái áo tập. Áo tập này là áo hiệu CK, nó không có mút nha chị, nó không có mút. Đây, size M. Chị lấy áo xanh xám, Nguyễn Thu Hà. Chị Nguyễn Thu Hà lấy cái áo xanh 800. Lấy hai cái luôn đi chị. Áo xanh xám. Chị Nguyễn Tâm ơi, đây là áo tập đây chị Nguyễn Tâm, 280 một cái. Mà chị lấy luôn hai cái em bán cho chị 550.000 nha. Áo hiệu CK đẹp lắm á chị. Áo này nó bị gì? Rồi. Rồi ai còn chốt lại cái áo khoác màu hồng màu tím này size L, bữa ai lấy vậy ta? Chị Phượng Hoàng, không phải chị trời chết là tên gì bữa tên cái gì bánh phở gì quên cha nữa nè. Ai còn chốt cái áo này 850.000 báo giùm em nha mọi người, size L 60-65 kg. Có ai còn chốt cái áo khoác này báo giúp giùm em. Rồi em bán hai cái quần jean hiệu 7 nè mọi người ơi, size số 10, eo là 88 cm nha mấy chị, 450.000. Ai có nhu cầu chốt thì báo giúp giùm em. Cái quần jean 7 này á, nó rất là đẹp luôn nha mấy chị. Thật sự á, là 7 jean nó là một cái hiệu rất là nổi tiếng ở Mỹ luôn. Mà em vừa rồi á, em mua được khoảng 180 cái quần này, mà em bán đủ size luôn mấy chị, đẹp kinh khủng, rất là đẹp luôn. Quần jean, quần 7 jean mà quần lưng cao nha mấy chị nha. 88 chị em lấy áo xanh xám mà chị Hào thì đó xong rồi nó lâu dùng đọc lại trời đâu cái mới mà nhắm có nãy giờ rồi quần 7
chin size số 10, eo 88cm, 450.000. Ai chốt báo giúp dùm em nha mấy chị. Em có 2 cái size số 10, 450.000. Em chỉ còn có 2 cái mà thôi. Ai có nhu cầu chốt quần à, jean ký mà quần jean đó chị. Em có chốt hàng không? Em có bán qua số ký chị ơi. Chốt hàng chị đo cái eo là chính xác nhất trên trần đời luôn. Bây giờ ký nhiều khi cái trên cái ngực của chị nó lớn, cái phần dưới nó nhỏ, làm sao tính ký được đúng không? Đo vô cái eo là dễ dàng nhất trên trần đời luôn. Móc cái dây thước dây ra đo cái quần, hoặc là mình mở cái quần ra, mình mặc size bao nhiêu, size số 2, size số 4, số 6, số 8, số 10. Mua cái đúng cấp rồi mới chị. 450.000 nha, ai chốt cái quần jean size số 10, eo 88cm báo giùm em. Có 450 thôi à nha mấy chị. Có 450.000 một cái thôi. Ai có chốt thì báo giúp giùm em. Rồi, em có Hoàng Đạt một jean số 10. Tên gì? Hoàng Đạt. Hoàng Đạt chốt một cái quần jean size số 10, 450.000. Em có hai cái áo tô mì của trẻ con nha chị. Cái này 30-40kg. Em bán 380.000 thôi. Áo hiệu tô mì 380.000, size số 10-12, là cỡ chừng 30-40kg là mấy chế. Có quần kaki cho người 65 tuổi không? Dạ không. Một cái áo của team, một cái áo tay ngắn có cái bo ở đây hiệu tô mì 380.000, size từ 30-40kg. Ai có nhu cầu chốt báo giúp giùm em nha mấy chị. 30-40kg áo tô mì cho trẻ con 380.000. Ai có lấy báo giúp giùm em, có đúng một cặp một thôi mấy chị. Em có đúng một cặp một thôi à. Ai lấy báo giùm em. Quần 450 màu đen hả chị? Đúng rồi, quần 450 màu đen nha chị Anh Đặng. Quần 450 là quần jean màu đen. Quần jean màu đen. Ai lấy áo tô mì của trẻ con báo giùm em nha mấy chị. 380 một cặp. Hai cái áo luôn. 380 hai cái. Nước quá. Rồi, để em đăng lên cái áo khoác. Cái áo này màu quá sắc đẹp luôn mấy chế. Sai gì đây? Sai L nữa này chị nè. 1.050.000. Cái áo này em nói thiệt với mấy chị cực kỳ là đẹp luôn. Em mặc cho mấy chị coi thôi chứ không phải là size của em nha mấy chị. Cái này á, chị coi cái khóa của nó là nó làm bằng ba cái lá của cái đó, đẹp không? Hàng này rất là đẹp nha mấy chị. Có độ giãn không chị? Quần jean đó là quần jean thun, có độ co giãn nha anh Đặng. Quần đó là quần jean thun mà. Đây nha mấy chế. 1.050.000 size L là tầm cỡ chừng 65-70kg mặc vừa. Đẹp không mấy chị? Ở đằng sau nè. Rất là đẹp luôn nha mấy chế nha. Hàng sản xuất có giới hạn. Nó vừa rồi em chỉ mua được 1-2 ri thôi. SML chú áo nhỏ Liên Việt 1.050.000. Chị Liên Việt lấy cái áo 1.050.000. Đẹp lắm nha mấy chị. Hàng bao đẹp luôn chị coi nè. Rất là đẹp luôn á. Hàng có giới hạn mà. Hồng Thị Thanh chậm rồi. Em còn một cái màu đen nè chị Hồng Thị Thanh. Màu đen. Gì hỏi sữa mi luôn đó. Có sữa này, có sữa sô-cô-la. Bán cái gì cũng có đó em. Chị Ngọc Phạm Diệp á. Đợi, chị Ngọc Diệp Phạm mà. Ngọc Diệp Phạm. Ngọc Diệp. Đợi em xíu luôn em. Phạm đây. Ngọc Diệp. Một cái size L nữa nha mấy chị. Một cái size L nữa. Cái này thì là 850. Ai lấy cái áo màu 850 màu đen. Chốt quần jean số 10. Liên Việt lấy cái quần jean đen size số 10, 450.000 luôn. Chị Hồng Thị Thanh có lấy cái áo khoác đen này không nè chị? Đẹp lắm mấy chị. Em nói thiệt á, em mua cái lô hàng này á, nó đẹp kinh hồn luôn mà. Chị cái chị đó chỉ mua nhiều tiền quá, chị không có lấy hết đó chị, chị bỏ lại. Thật sự là rất là đẹp luôn. Không có áo mấy cái áo Adidas này á mà đi ra ngoài tiệm ở Việt Nam á, không có dưới 3 triệu đồng đâu mấy chế. Em nói thiệt luôn mấy chế luôn. Cái áo này em bán
triệu 50 thôi. Dạ. Có một cái. Rồi nãy ai hỏi Milu nè mấy chị. Phải. Cái này á là Sweet Mix, là một cái nó kêu bằng hot cocoa á chị, sô cô la nóng. Một cái gói như thế này, chị pha cho em một ly. Em nói thiệt với chị uống mà không mê không lấy tiền nha chế nha. Và cái thùng này á thường thường nó chỉ bán vô cái mùa đông này ở bên Mỹ thôi, mùa hè nó không có bán, mùa đông nó mới bán. Và một thùng như vậy 50 gói chỉ có là 660 ngàn thôi mấy chị, 660 ngàn 50 gói luôn. Và cái đát của nó tới đi tìm đát, đi tìm đát. Sữa này có tăng chiều cao không? Không. Cũng dạ. Tháng 5 năm 2024 uống dài dài, cứ để từ từ uống nha mấy chị. Mà buổi sáng thức dậy đói bụng không uống cà phê được, lấy một ly pha làm sữa cacao nóng uống ngon gấp 10 lần cái Milu luôn. Em nói thiệt các chị, ngon gấp 10 lần cái Milu luôn, không có chạy đâu được qua cái thằng Sweet Mix này hết mấy chị. 660 ngàn, em chỉ có đúng một thùng một thôi, em chỉ đúng một thùng một thôi. Chị Tuyên Phạm lấy một hộp. Dạ áo khoác phải dù quá chị Ái Nguyễn. Áo khoác nào khoác phải dù được không? Mẹ hứa hộp tí hỏi là size gì? Hộp này nhiêu? 660. Áo khoác size gì? Áo khoác size L. 60 tới 65 kg á chị hứa. Đó chị Hồng Thị Thanh là hết rồi. Tuyên Phạm chốt rồi. Ngon mà ngon có kiến cận không em? Có kiến lão thôi chứ không có kiến cận chị. Kiến lão, kiến lão đúng không? Kiến cho đọc sách cho người già đúng không chị? Cho giống như chỗ em nè, già như em này nè, em có 1 độ 25 với em có 1 độ rưỡi. Em có một bộ 1 độ 25 550 ngàn. Em có một set 1 độ rưỡi 550 ngàn nha chị Lê Trân Anh. 1 độ kiến đọc sách đúng không chị? Kiến đồ, kiến cái bằng kiến lão đó nè, kiến lão giống vậy. Em xài kiến này không á chị? Em mua kiến này em dùng không á? Vừa rẻ vừa đẹp mà vừa bền nữa, không có muốn quăng ở đâu cũng được, không có bị mất mà không có bị hư. 1 độ 25 với 1 độ rưỡi nha, ai có nhu cầu chốt 1 độ 25 hay 1 độ rưỡi hú em cái nha chế. Áo khoác dễ gì? Áo khoác dễ dù, trả lời rồi mà. Áo khoác dễ dù chế ơi. Xem là sang L đúng rồi, nó khoác dễ dù sang L rồi. Em có mấy cái quần này của lên giày hả bạn? Có lên giày tại nhà ta chờ chị ơi, khi nào về Mỹ kiếm em ba lô đen giá 550 như hôm trước like Levi, như hôm trước like trước like trước gì ta, cái nào 550 em không nhớ. Em còn một cái 580 em bán chị 550 chị lấy không? Em còn một cái 580 em bán chị 550 luôn. Đây. Cái này size nó lớn hơn chút xíu, 580 mà em bán cho chị 550, chị có lấy thì em bán cho chị luôn. Màu đen theo yêu cầu luôn á. Dạ. Cái này là 580 mà em bán cho chị 550 luôn nha chị Cúc Cu. Chị lấy em bán cho chị luôn. Tại vì bây giờ em cũng muốn bán, em giải quyết hết luôn thì em cũng sắp sửa em về rồi. Em cũng bán bữa nay, em bán bữa mai là bữa cuối rồi, cái gì em thanh lý được, em giảm giá được cho mọi người là em giảm giá hết luôn nha. Ai có nhu cầu mà chốt cái túi này báo giùm em nha mấy chị, vừa xách như vậy được, vừa đeo ba lô được luôn, mà làm túi đeo dài được luôn nha mấy chế. 3 trong 1 550. Con kem em không có bán Sensodyne chị Minh Phan ơi, chỉ có không có bán kem đánh răng luôn, hết kem đánh răng rồi. Ai chốt cái túi Adidas này báo giúp em nha mọi người, 550 ngàn nha. Em bán cái cuối cùng 550, 3 trong 1 nha mấy chế. 3 trong 1 luôn, đeo dài được, đeo vai được, sắp tay được luôn nha mọi người. Hoàng đạt túi 550 chị khoan đã chị, nãy chị gì đó chị Cúc Cu có lấy không chị? Liên không phải cái này không? Rồi Hoàng đạt chốt 550 ngàn. Liên Việt chậm rồi, em được cái gì là em xử hết đó mấy chị. Rồi em có 2 cái cặp quần của con nít. Em lên mấy cái bộ đồ này sao em lên giày liền nha chế nha. Em lên mấy cái bộ đồ này sao em lên giày liền. Hai cái giày này là size S nè chị. Con em nó cỡ 35 kg á, 35 kg đổ lại mặt vừa. 2 cái 250, 2 cái 250. Nếu mà ai lấy luôn 4 cái em bán
Hồng Thu. Nguyễn Hồng Thu mua đồ của em rồi đúng không chị ha? Rồi em có ba bộ đồ của bé trai nha chị. Ba bộ đồ của bé trai. Một cái áo tay ngắn, hai cái áo tay ngắn, một cái quần sò, một cái quần dài. Nó ghi là cỡ 8 tuổi nhưng mà em nghĩ là 6 tuổi thì là mặc vừa thôi nha mấy chế. Em nghĩ là 6 tuổi thì mấy chế cho con nó mặc vừa. Em có 3 bộ luôn. Một bộ giày là một set như vậy là ba hai bộ. Khách cũ chị ơi. Dạ. Em biết rồi, em nãy chị đọc là Nguyễn Hoàng Thu nên em tưởng là khách mới nhưng Nguyễn Hồng Thu thì em biết. Hai bộ như vậy là 390.000 nha mấy chế. Hai bộ 300 em bán 380 đi. Em bán 380.000, ai có nhu cầu chốt báo giùm em. Cái này cỡ 6 tuổi hoặc là 7 tuổi thì mặc vừa nha mọi người. 6 tuổi hoặc là 7 tuổi cỡ 35 kg đổ lại. 30 ship hóc môn nhiều vậy chị? Ship hóc môn chắc giao hàng tiết kiệm nó lấy 25-30 ngàn gì đó chị. Em ship bằng giao hàng tiết kiệm chứ em không có chở, em không có chạy đi ship cho nên em cũng không có rành giá lắm nha chị. Mà cỡ chừng 25-30 em nghĩ cỡ đó. Có quần mặc váy không chị? Có quần váy hồi nãy đó. Quần mặc váy là quần mặc gì? Ờ em không có. Không có, không có. Rồi ai chốt bộ đồ bé trai báo giúp em nha mấy chế. Em có 3 bộ luôn. Em có 3 bộ hình xe 380 nha. 380 2 set đồ. Ai có chốt báo giúp giùm em. 380.000 2 cái quần, 2 cái áo luôn nha mấy chế ơi. Rẻ quá thì rẻ luôn mấy chế. Mặc rất là đẹp luôn, cho con nó mặc ở trong nhà rất là ấm nha mấy chị. 380.000 hai bộ đồ luôn, một bộ đồ ngắn, một bộ đồ dài. Ai có chốt báo giùm em. Rồi em qua tới đồ con gứa. Đồ con gái em có bộ đồ tím này em chốt trước nè. Đội cái nón vô. Đội cái nón vô. Sao bắt đội nón? À. Tự nhiên đội cái nón vô. Đội cái nón vô. Đội cái nón rất kiến sao? Đội giống như con khùng vậy. Đội như con khùng. Sao không để sao đi. À, tự nhiên bắt đội nón vô. Rồi em có hai bộ đồ của trẻ con gái nha mấy chị. Unicorn. Gì 380 kìa. Trịnh Lan. Trịnh Lan một bộ đồ 380. Con trai. À, một bộ 4 tuổi với một bộ 6 tuổi. Cũng là hai bộ. Một bộ đồ ngắn, một bộ đồ dài luôn. 380.000 ai chốt báo em. Coi như là nếu mà 4 tuổi thì mấy chị trừ hao giùm em lấy 3 tuổi. Mà 6 thì lấy 5 tuổi giùm em nha. Coi như là em bán một bộ này 3 tuổi, một bộ này 5 tuổi. 380.000 một bộ đồ tay ngắn, một bộ đồ tay dài nha mấy chị. Đây, một bộ đồ tay ngắn, một bộ đồ tay dài xinh lắm. Em nói thiệt với mấy chị á. Tím 4 tuổi cho chị Hồng thì thay. Tím bé 4 tuổi. Hồng thì thăng 3 tuổi. Là bộ đó đó. Rồi em còn một bộ 5 tuổi nè mấy chị. Ai lấy bộ 5 tuổi báo giùm em. Tuổi em lấy, em còn bộ 5 tuổi, ai lấy báo giùm em. 380.000 một bộ đồ ngắn, một bộ đồ dài. Cái kiến gì mà đeo nó cứ rộng hoài, nó cứ rớt hoài cái mặt nhỏ xíu à. Em ai lấy bộ đồ 3, à, bộ đồ 5 tuổi chốt giùm em nha mấy chế. Đẹp lắm mấy chế ơi. Coi nè. Dễ thương vô cùng luôn. Đây, cưng không? Đó, cưng chưa? Một bộ tay ngắn nè. Một bộ tay dài, à, hai cái áo tay ngắn, một cái quần sọt. Có 380.000, có nghĩa là có 190 bộ rồi mấy chị. Có ai lấy nữa báo giùm em nha. Rồi, em tới một bộ trái tim. Bộ trái tim, bộ trái tim. Bộ trái tim có 4 nè, 6 nè. 4, 6 và 8. Có nghĩa là 3 tuổi, 5 tuổi với 7 tuổi. Cũng 380.000 luôn.
size 34. Set áo sực size 34, chị Dung Bùi có lấy không? Size 34, 2 cái 450 ngàn. 2 cái 450 ngàn nha chị Dung Bùi. Cái kiến kia của em nó mất tiêu rồi, kiến này đeo rộng quá. Còn cái dây chứ sao? Nó rớt xuống chứ không phải là ấy. Cái kiến bao mì á, đeo đi vòng vòng đi đâu được, quăng đâu mất tiêu rồi. Có cái mắt kiến không mà cứ đeo cứ rớt hoài. Đây áo ngực đây chị Nhung Bùi ơi. Dạ mỏng. Chị cần giày thì em không có nha. Cái này là mỏng, có mút mà không có gọng. Size 34. Đây size 34 luôn. Có cái này á, mình tháo mút ra được. Nếu mà chị muốn giày á, chị ra chợ chị mua cái mút giày chị gắn vô nha. Chị muốn giày chị 2 cái 450 ngàn nha chị Nhung Bùi. 2 cái 450 ngàn, rất là rẻ luôn. Hẹn Ricky and White. Đó, muốn mút giày thì ra chợ mua cái mút giày gắn vô giùm em là nó thành sẽ thành áo giày thôi. Cái này là chỉ mỏng mặc vừa phải để đi làm, đi học, đi chơi. Còn nếu mà muốn mà dạng mà mặc giày để mà đôn ngực lên đó thì phải thay mút nha chị. 2 cái có 450 thôi, em sell 2 cái áo đi kiền qua có 450 ngàn để rề. Mấy cái áo này mà đi ra ngoài tiệm đi kiền qua nó bán một cái là mười mấy đô á, mà em bán 2 cái có 450 thôi. Tại vì nó hết size rồi, chỉ còn có size 34. Cái này là có size 34 á. Rồi, thôi em bán giày hả chị ha. Ai có chốt áo ngực thì báo giúp chị em. Áo tập trung phía sau xây. Áo tập size M chị. Áo tập nó size M. Là áo ngực cỡ mặt cỡ size 36. Áo ngực cỡ size 36. Rồi em bán giày mấy chế ơi. Chưa bán được nữa. Hả? Rồi em bây giờ em bán giày nha mọi người. Cái này á là size 37 nhưng mà tầm cỡ chừng 36 là mang vừa thôi. Tại vì cái giày slip on á là mình phải mang nó trường hao một chút xíu. Anh đi chốt mai mang vừa 36, chốt giùm em đôi này. Em ra đó bao nhiêu? 280 một cái chị Hoàng Nguyên. 280 một cái mà 2 cái luôn á thì em tính cho chị 550. Em bán một cặp 550. Size 36 nha mấy chị. Em bán 1 triệu em bán 1 triệu mốt 80 ngàn. Của em chị Tuyên Phạm chỉ mua đó. Nhưng mà chỉ mang nó bị chật, cho nên là em bán cho mấy chị giá là 1 triệu mốt. Ai có lấy đôi này size 36 nha. Size 36 mang dừa. Dạ em không có bán miếng lót ngực chị, ra chợ mua rẻ lắm chị, có mấy ngàn bạc miếng à. Em không có bán miếng lót ngực đó. Ra chợ kiếm mua rẻ rề, mua cỡ nào đo cỡ đó chị, rẻ lắm. Em không có bán. Ai chốt size 36 báo giúp em nha mọi người. Em sale còn 1 triệu mốt nha mấy chế. Giày Adidas không có dây, xỏ vô là mang thôi. 36 giá 1 triệu mốt. Ai chốt báo giúp giùm em nha mọi người nha. Size 36 giá 1 triệu mốt. Đây em có cái đôi này đẹp. Bữa giờ bán mấy đêm rồi mà nó chưa xuất hiện trên thị trường. 1 triệu 450 ngàn. Size 39. Ai lấy đôi này báo em. 1 triệu 450 ngàn. Em nói mấy chị đẹp cực kỳ luôn á. Rất là đẹp mà nó nhẹ vô cùng luôn nha mấy chị. Nó nhẹ lắm. 1 triệu 450 ngàn size 39 nha mấy chế. Rất là nhẹ luôn. Mà mấy chị coi nó đẹp nè. Đẹp ghê hồn luôn không? Đó, đẹp ghê chưa? Túi một... Adidas rộng bao nhiêu vậy chị? Túi nào? Túi gì vậy? Cái nãy mới bán cái túi ai, cái túi hồi nãy đó. Ai lấy chưa? Túi 550 hồi nãy đó. Có người lấy rồi. Em bán rồi nha chị. Bây giờ chị hỏi không biết. Hỏi lại nha. Không
tiếng mày nó rớt. Túi 3 trong 1 em hết rồi chị ơi, em bán nãy giờ hết trơn rồi. Cái giày này là size 39 nè chị. Giày này size 39. Đó à. Hồi nãy ai hỏi em giày size số mấy, size 39 nha chế nha. 1.450.000, size 39, dài 24.5 cm. Em nói với chị rất là đẹp luôn, mà nó nhẹ vô cùng, có thể làm gì chạy được, có thể tập được luôn nha mấy chị. Một đôi một, ai có gì chốt báo giúp giùm em. Đôi này hai đôi. Đâu rồi, ai coi giày, ai coi giày. Đôi giày NMD này em có size 39 nha mấy chị, size 39 luôn. 1.650.000. Em có hai đôi mà em sale cho mấy chị giá 1.500.000. Ai lấy cái đôi này em bán 1.500.000 thôi nha mấy chị. NMD, đôi giày này là NMD nha mấy chị. Đẹp vô cùng luôn, size 39 nha mấy chị. Size 39. Em bán cho cái chị Thanh Tuyết Nguyễn này là giá 1.650.000, nhưng mà em sale cho mấy chị giá 1.500.000 nha. Ai có chốt thì báo giúp giùm em. Giá 1.500.000, size 39 nha mấy chế. Size 39. Có ai coi giày không mấy chị? Còn không coi giày thì em bán qua cái khác nha. Nãy giờ hỏi giày thì bây giờ em lên giày rồi mấy chị, đi đâu mất tiêu rồi mấy chế ơi. Giày. Ô da, em có đôi giày nam này đẹp nè. Size nhiêu đây? Size 42. Size 42.5. Lợi ơi. Đẹp lộng lẫy luôn mấy chị ơi. Size giày nam nha mấy chị. Giày nam size 42.5. Giày size 39 trắng hoặc đen có không chị? 39. Đây có đôi này, hồi nãy em mới vừa lên xe size đôi trắng mấy chị. Hồi nãy em mới lên đôi trắng sọc cao. Size 38 không chị? 25. Dạ không có, 38 có 39 thôi. Em chỉ có đôi size nào thì em lên giày đó thôi nha mấy chị ơi, chứ em không có nhiều size. Cái này không có nhiều size để lên nha mấy chế. Dạ. Rồi 42.5 giày nam, giá 1.250.000. Ai chốt đôi giày nam này báo giùm em nha mọi người. Em nói thiệt á, bữa em đi em bán cho khách em mà xong em đi tìm size không có, mà cuối cùng chị này chỉ bỏ lại đây. Ai lấy báo giùm em. Size 42.5, giá 1.250.000. Đẹp không có một chút tì vết luôn mấy chế. Đẹp không có một chút tì vết luôn. Em nói đẹp giả mang luôn mấy chị. Coi nè, 1.250.000, size 42.5. Quá xá đẹp luôn, em nói thiệt chị, quá xá đẹp luôn. Ai lấy báo giùm em nha mấy chị. 1.250.000. Chị Nhung Nguyễn lấy đôi 1.250, 42.5. Nguyễn bên US vô đi. Không phải đâu, da mình lâu lâu nó ấy, mình bình cán mình bị cắt xuống. Rồi em có hai đôi Puma Carina All White trắng, là nó kêu là toàn trắng đó mấy chị. Một đôi là 38.5 và một đôi là 30-41. Ai lấy em bán cho mấy chị giá là 1.250. Nhiêu ta? Bán cho mấy chị 1.000.000 thôi. 990.000 nha. 990.000, size 38.5 và size 41. Em có hai đôi nha mấy chế. Carina, đôi Puma này là toàn trắng luôn nha mấy chị. Toàn trắng luôn, full trắng luôn. Một đôi size 38.5, một đôi size 41. Giá là 990.000. Ai chốt báo giùm em mấy chế nha. Ai chốt báo giùm em. 8. Có đôi đáp bút không? Dạ không, không có đáp bút chị. Đáp bút là đáp gì? Ultra bút đó hả chị? 3
42.5 size giá 500.000, ai chốt báo giúp em mới chết. Ai chốt báo giúp giùm em size 42.5 đổi trong hộp luôn, bấm chi để giúp ra như vậy. 42.5 nha, em còn một đôi nha chế nha. 42.5. Bây giờ bữa nhỏ kia tội nghiệp. Chị sao đọc tên em Chu vậy chị? Nó tên Thu, bắt đầu tên Chu. Em khổ bà chế em ghê vậy đó. Rồi em còn một đôi đen nữa nè chị Liên Lưu ơi, chị Liên Lưu có lấy luôn không? Dùng dùng sáng hồi sáng đi luôn. Dạ có dùng được. Một đôi 44 nữa nè chị Liên Lưu. Size 44. 500.000 luôn nha chị. Có lấy đôi đen thì báo luôn giùm em. Cũng y chang vậy luôn. Cũng size 44 luôn, cũng quay dáng luôn chị. Minh Phan đôi đen 44. Minh Phan đôi đen 44 thì luôn ok. Còn không? Không biết ở ngoài còn đâu, không biết còn size mấy nữa. Dạ, cầm một đi trắng đúng không? Một trắng. Một trắng hay màu đen? Cầm đi. Ở ngay cái chỗ, cái ngay cái cột của em. Vô màu trắng. À, em chốt cho chị Liên luôn cái đôi màu trắng hả? Dạ. Chị còn có trắng à Minh Phan ơi. Chị còn có đôi trắng à Minh Phan à, không có màu đen. Còn đôi trắng 44 được không Minh Phan? Chị đốt chốt cho chị này luôn. Chị Minh Phan ơi, chị còn có đôi màu trắng thôi, size 44 nha. Minh Phan có lấy báo giúp giùm chị. Đâu có chị hỏi chị Liên Lưu, chị ok trước mà em. Chị Liên Lưu chị ok trước, không có phải em trước đâu. Chị lấy hai đôi. Tại vì chị hỏi chị Liên Lưu chị ok không, chị ok đó, cho nên là em mới nhắn sau. Em có thể em coi lại cái tin nhắn ở trước. Rồi em có một đôi nữ size 38. Size 38 em bán 450 thôi mới chết. Size 38 nha, em lấy bán đôi này 450.000. Ai chốt báo giúp giùm em. Dép nữ, mấy ngày nay em bán size 3, em bán 500, mà hôm nay em bán còn 450 luôn. Đêm cuối em bán 450 mới chết. Ai lấy báo giùm em nha. Số tài khoản chị chuyển tiền. Dạ rồi, lát nữa em gửi cho chị số tài khoản. 450.000, size 38. Ai chốt báo giúp em nha mấy chị. Ai chốt báo giúp giùm em. Có 450 thôi nha mấy chị ơi. 450 thôi, dễ về mấy chế ơi. 450. Em có đôi Nike này nè mấy chị. Size 38. Nhưng mà do là thì nó em mua nhầm, nó bị cái quai nó hơi bằng vàng á, em bán rẻ cho mấy chế xài. Size 38. Em bán đôi này 450 luôn nha. Rất là đẹp luôn, nhưng mà tại vì em mua không biết làm sao mà cái quai nó bị, nó giống như em không hiểu là do cái kiểu hay là cái quai nó bị vàng vàng, nó ố ố vậy nè mấy chị. Em bán 450.000. Ai có lấy đôi Nike này thì báo giúp giùm em. 300 size 38 nha mấy chị. Size 38 giá 450.000. Em bán 380 luôn đi, em bán lỗ cho mấy chị mang mang luôn. Em mua mà em không thấy được em coi á nha. Nó em không hiểu là nó vậy á chị. Hãy nói vậy á. Em nói màu nó vậy á. Không biết nữa thì mà sao thấy nó kỳ cục quá. Chắc màu nó vậy. Trời ơi, giật lại bán 550. Nói chứ em bán 380 luôn em không biết. Tại vì em thấy nó kỳ cục quá, cho nên em bán rẻ cho mấy chế mua. Size 38 nha. Ai có lấy thì báo giúp giùm em. Em cũng bán lỗ đôi này luôn. Tại vì lỡ nói rồi. Thế mà sao mà mua về thấy nó kỳ cục quá. Thấy nó cái màu nó vui vui. Em lấy mèo ngao. Mèo ngao lấy đôi 380.000. Chốt dép 380 chậm rồi. Hết rồi mấy chị ơi, hết rồi. Rồi em bán đôi tô mì size 36 mấy chế. Size 36 1.150.000 mà em tính mấy chị giá là đêm cuối. Giá đêm cuối 990.000. Ai chốt báo giùm em. 990.000 thôi mấy chị. Một đôi một size 38. Ông anh xin lỗi, size 36. Em nói thiệt với mấy chị á, giày tôm mì á mà mấy chị mua được giá 990.000, em tặng không cho mấy chị luôn nha. Em tặng không cho mấy chị luôn, mà bởi vì do hôm nay là em bán đêm cuối ở Việt Nam rồi, cho nên em bán cho mấy chị rẻ nha. Có giúp nữ size 35 không? 990.000 size 36 mấy chị nha. Size
chị, 750 ngàn, đẹp thôi là đẹp luôn. Em mua cho thằng cháu em mà nó mang cũng vừa, nó mang mua bữa trước á, cái chân nó nhỏ mà về tới Việt Nam ổng bự quá, ổng mang không kịp nên em bán rẻ cho mấy chế mua 750 ngàn. 36 990. Hương Lý Tú, 36 990 ngàn. Hương Lý Tú ơi, nhắn cho em xin thông tin nhận hàng nha. Hương Lý Tú, nhắn cho em xin tên, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng, inbox giùm cho em nha. Inbox giùm cho em tên Hương Lý Tú, số điện thoại và kèm theo thông tin nhận hàng nha chị Hương Lý Tú nha. Rồi đôi bu mà này ai lấy giùm em không mấy chế? 750 mấy chế, đẹp lắm mấy chế ơi, rất là đẹp luôn, đẹp ghê chưa, màu mè hoa lá cành rất là xinh, chỉ có 750 ngàn thôi mấy chị. Thằng cháu em nó mê vô cùng luôn mà nó biết là ổng bự quá không ăn có gì. Cầm 37 hả chị? Tôi đang cầm 37 nè em. Đúng rồi á chị, size đấy mèo ngao á. Tôi đang cầm size 37 nè mấy chị ơi. Hai mèo ngao ơi. Em đôi puma trắng 41 gram mang. Dạ được chứ chị, mấy đôi giày đó là giày của mèo ngao em lấy. Mèo ngao lấy đôi 37. 37 750. Mừng quá, mua được rồi kêu mừng quá. Rồi em có một đôi Nike Air Max luôn. Rồi đêm cuối em sale luôn, 1.850.000. 1.850.000 em sale cho mấy chế còn 1.700.000. Hồi nãy ai hỏi em size màu đen hoặc là trắng nè, 39 nè chị ơi. Nãy ai hỏi em màu đen hoặc trắng 39. Đôi này là Nike Air Max nha mấy chị, 1.850.000 em sale 1.700.000. Ai lấy báo giùm em. Nike Air Max là mua không bao giờ mà không bao giờ mà dưới giá 2 triệu đâu nha mấy chị. Không bao giờ dưới giá 2 triệu, em bao cho mấy chị luôn, thiệt luôn á. Mà em bán cho chị một đôi này giá là 1.700.000. Ai lấy báo giùm em, 1.700.000. Hồi nãy ai hỏi em á, nãy ai hỏi size 39 màu trắng hay đen đó chứ. Màu đen nè, Nike Air Max nha mấy chế nha. Nike Air Max đẹp vô cùng luôn. Em bán giá 1.700.000 thôi mấy chị. Mua giùm em đi, đêm cuối em đi về. Đêm cuối rồi em đi về Mỹ mấy chế ơi. 1.700.000 Nike Air Max size 39 nha chị. Chị Liên Lưu ơi, có lấy đôi 41 luôn không chị? Đôi Puma size 41 lấy luôn giùm em đi chị Liên Lưu. Rồi, Puma size 38 mấy chế ơi. Puma size 38 1.050.000. Em sale hết luôn đêm nay luôn. Còn hai đôi, còn hai đôi size 38 giá 1.050.000. Ai chốt báo giúp giùm em. Size 38 là dài 24cm nha mấy chị, 24cm. Ai chốt báo giùm em 1.050.000. Em có hai đôi nha mấy chế, 1.050.000. Rồi đôi này là 38.5 nữa nè chị. Giày Puma 1.050.000 cho Minh Phan. Chị Nhung Nguyễn ơi, em có đôi này giá là 1.050.000, em sale còn 909 luôn là chị Nhung Nguyễn. 38.5. Ai lấy đôi trắng này 38.5 báo em nha mấy chị. Em sale còn 990.000 luôn. Nó là Puma Sky Metallic đó mấy chị. Nó có cái viền, nó có cái viền này. 38.5 em lấy Minh Phan. Minh Phan lấy 38.5 luôn, 909 luôn. Trời bữa nay em sale hết em lấy tiền luôn mấy chị ơi. 38 Adidas size 38 da beo 990 luôn. À, 2 số 9 cho nó hên nha mấy chế. Da beo đẹp quá ha. 990 ngàn. Tên là như 990 luôn. Em lấy một đôi thôi. Không, em lấy một đôi cho chị. Đôi nào? Vậy là lấy đôi 990, nó bỏ lại đôi 1.050.000 rồi phải đúng không? Em lấy đôi, em lấy đôi 38. Trả lại đôi 38.5, 38 trả lại đôi 1.050.000. Rồi ai chốt đôi này 990.000 báo giùm em nha mày, mọi người size 38. Tôi cái hộp màu cam á em. Tí Trinh ở đây hả? Tôi một cái hộp màu cam á. Tí Trinh lấy đôi Adidas size 38.
có một đôi Ultra Boost nè chị ơi, hồi nãy ai hỏi em Adidas Boost nè, Ultra Boost size 41, giá 1.150.000, size 41 nha mấy chế, giá 1.150.000. Size 41 này á, cái Ultra Boost cái cổ nó hơi nhỏ, cho nên là mọi người mang cỡ chừng size 40 hoặc là 40.5 thì giặt xỏ vừa cái đôi 41 này nha mọi người ơi. 1.150.000, ai chốt đôi Ultra Boost này báo giúp giùm em nha mấy chế. 180 đô mà sale còn 1.150.000 nha mấy chị, rất là đẹp luôn. Trai mang được, gái mang được, cái đôi này là unisex nha mọi người, đàn ông mang được, đàn bà mang được nha. Size 41 là ai mà có cái cỡ chân là 40 hoặc là 40.5 xỏ vừa đôi này, em bán 1.150.000 nha mấy chế, rất là đẹp luôn. Chị hôm bữa chị Nhung Nguyễn chỉ mua hai đôi luôn, chỉ mua ảnh một đôi, chỉ một đôi á, mang đẹp lắm mấy chị ơi. Ultra Boost nha mọi người, Ultra Boost mà kiếm em chị để mua giá khoảng 1.100.000 này thôi nha mấy chế, không có ai kiếm ai bán được giá này đâu, em bao cho mấy chị đi tìm luôn á, em bao cho mấy chị đi tìm giá Ultra Boost giá 1.150.000 luôn. 5.200.000 rồi, em còn một đôi Ultra Boost này nữa. Không, không có 42, có 41 thôi. 39, ai lấy đôi này size 39 cũng là đôi Adidas Ultra Boost luôn nha mấy chị. 1.250.000, đẹp không thể tả luôn nha mấy chị. Em nói mấy chị đẹp không thể tả luôn, nghe chưa? Em nói thiệt với mấy chị, tại em ở dơ, chứ em không ở dơ là em cũng mang hết rồi, em xỏ hết em mang luôn, tại em ở dơ dữ lắm, em mang về đôi giày em đi dục luôn, chứ em mang không còn để chạ được luôn. Ai chốt đôi Ultra Boost size 39 báo giúp giùm em, giá là 1.250.000 nha mấy chị ơi, cực kỳ là đẹp luôn nha mấy chế, cực kỳ là đẹp luôn, chứ không phải đẹp vừa vừa, đẹp ghê chưa. 1.250.000, ai chốt báo giúp giùm em. 1250, không có mua ngày hôm nay là ngày mai không có giày để mua nữa nha mọi người. Hà Minh 1.250.000, chị Hà Minh lấy 1.250.000. Rồi đôi này 38 nè mấy chị, 1.050.000 mua mà, thôi em bán 1.000.000 luôn đi, em có hai đôi size 38 nha, em sale còn 1.000.000 luôn, em chơi xả láng đêm nay luôn mấy chị ơi, em chơi xả láng đêm nay luôn, còn 1.000.000 đồng. Em có hai đôi size 38 chân dài 24 cm nha, em sale lỗ đôi này luôn, em bán 1.000.000 đồng, ai có lấy thì báo giúp giùm em. Trời ơi nó đẹp ghê hồn, bữa trước á thì bán 1.450.000, không có đủ để mà bán, thì hôm nay về thì lọt lại hai đôi size 38, ai có mua báo giúp giùm em nha mọi người. Size 38 giá em bán 1.000.000 thôi mấy chị, em bán 1.000.000 luôn. Chị Thanh Vân Võ lấy mua mà size 38, Thanh Vân Võ cho em xin địa chỉ nhận hàng luôn nha chị, inbox giùm em địa chỉ nhận hàng luôn. Mai có like không chị? Mai có like buổi trưa nha chị Cúc Cung. Để tùy theo cái tình hình, cái tiếng của em thấy cái tiếng của em bữa nay là nó rè dữ lắm rồi đó, em biết mai em còn nói nổi không? NMD size 39 nha mọi người, NMD size 39, ủa nãy còn đôi, ôi em có hai đôi luôn á. Trời ơi, đẹp như vậy. 1.000.000, báo 1.000.000 luôn. 1.000.000. Em bán đôi NMD này giá là 1.650.000. Bữa nay bán hồi nãy xuống 1.500.000 rồi đúng không mấy chị? Bây giờ xuống 1.450.000 luôn. Ai có hốt không mấy chế ơi? 1.450.000, em có hai đôi. Ai hốt không mấy chị? Em nói thiệt với mấy chị vậy, nó đẹp, đẹp lắm luôn á. Mà tại vì nó rất là mắc. Thật ra là nó tới bao nhiêu tiền rồi nó sale xuống còn 90 đô nữa nè. Nó xuống 90 đô rồi, nó từ 100 mấy đô nó xuống 90 đô rồi á, mà em mới dớt đôi này mà em bán cho mọi người giá quá nó rẻ luôn chị, 1.450.000 size 39 nha. Gom hàng ship chung cho em và rồi em gom hàng ship chung cho chị. Nhớ nha mấy chế, ai có
220 đồng một đôi. Nhưng mà hôm nay em sẽ sale cho mọi người giá là 3 triệu. Giá 3 triệu nha mọi người, size 40. Ai có cần đôi Ultra Boost size 40 này thì báo giúp em. Nó là Ultra Boost 19M nha mấy chế. Nó ai mà có muốn lên mạng coi thử hay là sờ thử thì coi giùm em cái giá ngày hôm nay. Giống như mấy cái đôi gieo gì á, em mua 220 đô mà là cháu em có đem gì đây, chị biết nó nói bao nhiêu, 20 mấy triệu. Em không hiểu vì sao mà nó có thể mà nó giống như kiểu nó trữ mấy cái đôi hàng mà kêu bằng là hàng sản xuất có giới hạn, với lại hàng mà nó ra một đợt rồi nó nghỉ đó, nó bán lên gấp bao nhiêu là lần luôn nha. Ai có nhu cầu chốt đôi giày Ultra Boost này M19M nha mọi người, em bán 3 triệu thôi. Em bán đôi này chỉ có 3 triệu thôi, 220 đô nha mấy chị, 220 đô mà em bán 3 triệu đồng. Em nói thiệt với mấy chị á, em nếu mà chồng em mang nhiều em cũng để cho ổng mang, em cắn lưỡi em để cho ổng mang chứ em không có muốn bán, thiệt nó rất là mắc luôn, đẹp vô cùng nha. Ai có nhu cầu chốt thì báo giúp giùm em, còn không để ngày mai em đi kiếm mấy cái người mà chuyên môn săn giày á, em giao lại giày đẹp mà không đúng sai. Đúng rồi, thì tùy thôi mấy chị. Có ai đúng thì đúng, sai thì nó hên mới dớt được mấy cái đôi sale này nha mấy chế nha. Rồi em cứ lên lại những cái đôi em còn nha mấy chị. Đôi Puma size 38 giá 1 triệu. Ai có nhu cầu chốt Puma 38 trắng mà nó có viền cam, em bán 1 triệu đồng size 38 nha. Ai có nhu cầu chốt thì báo giúp giùm em. Em lên sơ lại qua một lần nữa nha mọi người. Ultra Boost size 41 1 triệu 150 ngàn. Ultra Boost 1 triệu 150 ngàn size 41. Nike Air Max 1 triệu 7 size 39. Em bán 1 triệu 6 luôn đi mấy chị, em bán 1 triệu 6 luôn, em bán lỗ đôi này luôn, 1 triệu 600 ngàn. Nike Air Max size 39 nha. Ai có nhu cầu chốt thì báo giúp giùm em. Em bán lỗ đôi này luôn 1 triệu 6 nha mấy chế, 1 triệu 600 ngàn size 39. Ai chốt báo giúp giùm em. Đẹp lắm nha mấy chị. Em nói thiệt, cái giày của em là em tuyển từng đôi một luôn á, chính tay em đi mua về không á mấy chị. Không có qua tay ai hết trơn luôn á. Một mình em đi mua, em tự lựa size, lựa mẫu em đem về mấy chị. Rồi. Dạ không chị, không có size 36. Size 39 luôn nha mấy chị ơi. 1 triệu 450, 1 triệu 450 ngàn size 39. Rất là đẹp luôn mấy chế, rất là đẹp luôn. Coi nè, đó, đẹp ghê chưa. Nó này nó là Climax Cool mấy chị. Nó có màu đen với lại chữ cái dây màu cam với lại màu hồng. Mà màu hồng là hot nhất nha. Ai chốt 39 báo giùm em. 1 triệu 450 ngàn nha mọi người, 1 triệu 450 ngàn size 39. Rồi, đôi này hồi nãy mới bán giá nhiêu quên mất tiêu rồi ta. 1 triệu 450. 1 triệu 450 size 34 NMD nữa nha mọi người. Ai có nhu cầu chốt thì báo giúp em luôn. 1 triệu 450 ngàn NMD size 39. Mua giùm em đi mấy chị, để con em nó ngáp quá mấy chế ơi. Size 38 rưỡi nha mọi người, size 38 rưỡi. Puma trắng toàn thân trắng luôn nha mấy chị. Puma trắng toàn thân trắng luôn, 990 ngàn. Và em bán 950 luôn đi chị, em bán 950 luôn đi. Ai lấy mua giùm em luôn đi. Em có một đôi 38.5 với một đôi size 41 nha, 950 ngàn một đôi. Mua luôn giùm em, ai mua dớt luôn giùm em luôn chế ơi. 950 một đôi 38.5 với một đôi size 41 nha, được quất luôn giùm em, dọn luôn. Em được là em dọn hết luôn á. Em nghĩ em bán được như em bán liền nha mọi người. Cũng mà 38.5 950 cho tên ai vậy, sao đọc tên ngồi đó tên nhiều quá gì, chính hãng theo ô hôi. Theo ô hôi chính hãng, theo ô hôi chính hãng cho em xin thông tin nhận hàng nha. Theo ô hôi chính hãng, viết theo ô hôi chính hãng.
950 cho chị Liên Lu luôn. Ui da. Này size 36 nè, này hồi nãy ai hỏi em size 36? Phan Thị Thu Dung ơi, em hết trắng rồi chị. Ai mới hỏi em size 36 ta? Em mới thấy ai? À chị Thùy Lê. Có size 36 nè chị Thùy Lê ơi. 1.1 triệu. 1.180.000 mà em sale còn 1.1 triệu luôn. Chị Thùy Lê còn ở đó không chị? 1.1 triệu. Cho em bán em đôi size 41 950 đi chị. Dạ đâu có đồng cho. Hết rồi. Phải em đâu có đâu mà em cho. Em có một đôi em xuống này, em đâu có đâu mà em cho nữa. À, chị Thùy Lê còn size 36 giày lười. Chị Thùy Lê có lấy thì báo giúp em nha. 1.1 triệu. Em bán 1.50 triệu luôn. Rồi, em bán 1.50.000 luôn chị ơi. Size 36. Ai hốt luôn giùm em không mấy chế ơi. Ai hốt luôn giùm em. Size 36 hốt luôn nha, em bán luôn. Size 36 1.050.000. Giày lười ơi là lười nha. Giày lười ơi là lười luôn. Lười thấy mồ lười luôn. Sỏ vô không có một giây. Em bán 1.050.000 nha. Ai lấy báo giùm em. Size 36 nha chị ơi. Size 36, size 36, mãi dùng 36, 36. Ủa đôi dép đỏ đâu rồi, sáng mai mua chị? Đôi dép đỏ Adidas 350, đâu anh 450, không phải em phải. Mua luôn đi chị ơi, cho con em nó đi ngủ chị. Em con em với cô chị, em với con em nó bất ba bất vững. 38 nha mấy chị, size 38. Size 38 450. Ai lấy em chốt luôn 450, 420 luôn. Rồi, ai lấy em chốt 420.000 luôn mấy chế ơi. Màu đỏ ba sọc trắng. Size 38. 420.000, ai chốt luôn giùm em nha. Em chốt luôn đôi này luôn 420.000 luôn. Được cái gì em bán hết hôm nay luôn. Em sống trọn đêm nay với mấy chế luôn nha mấy chế. 420.000 dép Adidas luôn. Được nhiều bán hết. Rồi, xong. Dép màu trắng. Một đôi size 42.5. Có mà size 41 không? Có 42.5 được. Nãy con đôi lại đem lại nữa chưa? Bán chưa? 44. Mà một đôi size 42.5, một đôi size 44, 550 sale còn 500 nha mọi người. 550 sale còn 500. 42.5 và 44. Còn đó nó còn đó. Rồi ai chốt dép Champion báo luôn giùm em nha mấy chế. 500.000 đồng bạc. 500.000. Đó mấy đôi lên. Đây lên liền. Từ từ. Ủa đâu mất dép đi. Lấy đỡ một chiếc đi. Adidas size 44 mấy chị. 500.000 luôn. 550 mới. 42.5 mèo ngao. Mèo ngao lấy 42.5 500.000. Adidas 550.000 mới bị bom. Bán 500 luôn mấy chị. 44. Một đôi 44 nha. Size 44 mới vừa bị bom 550.000. Ủa cái này nhiêu 500? 500, sale còn 500 luôn mấy chị. Adidas mà sale còn có 500 thôi. Size 44, ai chốt báo em. Dép 20, có dép 23.5. Dép đáp 500 cho Minh Phan. Đó, tiệt. Không có hộp nha Minh Phan ơi, chứ đừng để tôi. Minh Phan 500.000. Dép 44. Dép 23.5. Dép 23.5. Dép 23.5. Để coi dép này 23.5. Đây 23.5. 23.5 sale còn 420.000 này chị Nguyễn Huyền ơi. 23.5 em sale còn 420.000, chị Nguyễn Huyền lấy luôn giùm em không chị? 23.5 luôn, sale còn 420.000, rớt hoài. Mua giùm em đi chị, rớt hoài chị. Lấy luôn không chế ơi, Nguyễn Huyền. Rồi em có hai đôi Puma size 42. Đôi này size nhiêu đây? Size 42, hai đôi size 42 luôn chứ. Hai đôi size 42 em bán 400, em bán 400.000 luôn đi. Ủa dép 3, dép 44 giá 500 hết phải không? Con đòi không? Dép 44 em còn
Champion được không? Hỏi chị tên gì? Phượng Lê. Chị Phượng Lê, Phượng Lê ơi. Phương Lê hay anh Phương Lê Nguyễn Văn? Phương Lê tới nhà. Chị, anh với chị em không biết nữa. Em còn một đôi Champion size 44 nè. Giáp của Costco. Không mua đồ mà không biết đồ mua đâu luôn á cha. Em còn một đôi 44 500 mua luôn giùm em đi, dớt luôn giùm em đi Phương Lê nha. 44 500 ngàn size 44 500 500 mua luôn giùm em nhé. Mua luôn giùm em cho tối nay cũng mua 400. Đôi Puma 400 Sài Gòn. Em còn một đôi Puma nữa 400 ngàn size 42, ai chốt luôn giùm em mấy chị ơi. 42. Đừng nói hai đôi đằng bên nha trời. Size Puma 400 ngàn, đen Puma cho Minh Phan luôn. Rớt hoài vậy ngủ hả? Không biết nữa, gì rớt hoài nha. Màu cam size mấy vậy trời? Đôi màu cam size 38, chị Thi Nguyễn. Đôi màu cam size 38, dài 23.5cm, đôi màu cam. Em sale còn 420 ngàn mới chết. Em sale còn 420 ngàn, ai mua luôn giùm em. Em còn hai đôi dép nha. Giống nhau mà. Em còn hai đôi dép nha chị, một đôi nam size 44 giá 500. Em còn một đôi nữ size 38 giá 420 nha mọi người. Chị Thi Nguyễn lấy đôi màu cam 420 ngàn. Mình lấy nhà. Dạ hết rồi chị Thanh Vân Võ ơi. Chị Thi Nguyễn chị lấy rồi. Rồi em còn đôi Champion size 44 nam 500 ngàn. Ai dớt luôn giùm em không mấy chị ơi. Hay mấy trăm? 420. 500 ngàn đôi Champion 44. Ai lấy 44 mua luôn giùm em nha. Rồi em bán qua mấy đôi dép nè chị ơi, còn mấy đôi dép bán luôn. Dép này là dép CK size số 40, 380 luôn đi. Em bán đôi CK này 380 ngàn, ai lấy báo giùm em. Đôi CK size 40, trời dép đẹp không chị, size 40 380 ngàn, ai dớt luôn giùm em. Dép kẹp, dép kẹp nha mấy chị, 380 ngàn, ai lấy báo em. Màu xanh biển, dép CK size 40 nha chị nha, size 40. Rồi một đôi size dép size ghét, dép ghét 44. Dạ 44, em chỉ còn có đúng một đôi thôi à, vốn liếng giờ cha mẹ để lại và của để lại cho con, còn có một đôi này thôi à. Mua luôn giùm em đi chị Tinh Nguyễn, mua luôn giùm em đi, em còn đúng một đôi một của hồi môn của em và còn đúng con đôi một thôi. Mua luôn giùm em đi 500 ngàn. Rất là đẹp luôn á. Rồi em có một đôi ghét, dép ghét nha chị, size 38.5. Bán nhiêu đây? Bán 380 luôn đi. Em bán 380 ngàn luôn. Một đôi dép ghét size 38.5 nha mấy chế. 38.5. 380 ngàn. Rồi hai đôi dép Old Navy size bao nhiêu đây? Size 38 một đôi, size 37 đây, size 37 với lại size 38 150 ngàn. Màu đen 150 ngàn, 37 trắng sọc đen 38 150 ngàn. Ai chốt đen 37 comment giùm em, đen 37 150. Ai chốt trắng comment giùm em trắng size 38. 37 một chị Hồng Thị Thanh 150 ngàn. Còn 38 nha mọi người, em còn 38, ai chốt báo giùm em luôn. 150 ngàn đôi thôi. Em còn một đôi trắng 38 150 ngàn, dép của Old Navy nha mấy chế, dép của Old Navy. Ai lấy báo giùm em nha mọi người. Mang rất là bền luôn á. Nam hay nữ em? Dạ
38 với một đôi CK size 40 à chị. Không còn 37 nữa. Em có mấy cái túi cầm tầm tay hiệu Tâm Mì nè mấy chị. Em bán 300 ngàn thôi. Em bán lỗ cho mấy chị xài 300 ngàn. Cái này mà nếu mà mấy chế không có mua, em phát cho nhân viên em mỗi đứa một cái cầm luôn 300 ngàn nha mấy chế. Hiệu Tâm Mì. Em không có nói xạo đâu. Em mua 13 đô. Em mua 13 đô luôn á. Mà em bán cho mấy chế 300 ngàn thôi. Vừa xỏ vô tay đi em chợ. Em đôi size 38.5. 38.5 đôi size ghép áo, đôi dép ghép 380 ngàn nha Thanh Vân Võ. 38.5 hả? 380 ngàn. Bóp cầm tay nha mấy chị. Bóp cầm tay hiệu Tâm Mì. Em bán 300 ngàn thôi mấy chị. Bỏ xỏ vô tay nè. Bỏ vô, bỏ ít tiền đi chợ. Cái này Tâm Mì 300 tấn lê. Túi Tâm Mì 300 cho tấn lê. Ai lấy nữa không chị? Bỏ xỏ vô chợ. Mình phan xe cây chân mặt 8 vượng mà. Dạ không. Cái đó là size 40 lần chị Minh Phan ơi. Cái đó size 40 lần không có vừa 38 chị. Ai lấy túi Tâm Mì nữa không chị? 300 ngàn, 300 ngàn. Còn ai lấy đi đem lại cái túi khác. 300 ngàn không mấy chế ơi. Mấy chế không lấy là em phát cho hai ghệ ngồi dưới một cái cho mấy chế. 300 ngàn em mua nó thiệt luôn á. Em mua 13 đô luôn á mà em bây giờ em bán có 300 ngàn thôi. Em lỗ cũng muốn xỉu em rồi. Ai lấy báo giùm em nha mọi người. Túi Tâm Mì 300 ngàn một cái. Rồi cái này á thì là túi trơn này em bán cho mấy chị là 350. Còn gì nam xe 41 không chị? Còn một đôi trắng. Đôi trắng Ultra Boost 1.150.000 size 38, size 41 chị. Ai lấy túi nó báo giùm em nha mọi người. Ai lấy túi nó báo giùm em nha, 300 ngàn. Rồi, hai nhỏ kia được xài rồi. Đây, chị Thanh Vân Võ ơi, chị Nam size 41 đây. Size 41 là Thanh Vân Võ, 1.150.000. Đẹp quá ha, rất là đẹp luôn. Mua giùm em đi, em còn có mấy đôi rồi. Mua cho em tối nay ngủ ngon chứ ơi. Đó chứ ai còn chốt giày nữa báo giùm em nha mọi người. Thôi em đi ngủ nha, ngày mai em mới bán có 3 tiếng rồi. Mà mấy chế nghỉ sớm mà. Mua nón. Hả? Có cái fan. Có cái nón. À, nón. Em có cái nón nam nè mọi người. Nón Adidas nam. Xanh 350. Túi xanh 350 ngàn cho Hương Huỳnh. Ủa đâu rồi? À, một cái đó. À, nón Adidas cho nam nha mấy chị. Có túi đeo. Em bán 450 thôi. Có bán túi đeo vai không? Dạ không, túi đeo vai em không có chị Minh Phan ơi. Nón Adidas nam 450 ngàn. Ai chốt báo giùm em luôn nha mọi người. 450 ngàn nón nam nha chị, không phải nón nữ. Tại nón này em đội cái đầu em không thấy mặt em mỗi lần. 450. Ai chốt cái nón nam Adidas thằng Ri báo giúp giùm em. 450 nha mấy chế. 450 ngàn. 44 còn đôi nào không? Có về 37.5 luôn. Dạ hết xe 43, 44 rồi chị Hoàng Hoa. Giày Nike size 39 thì em có một đôi chứ em không còn 37.5. Ai chốt nón ai đó nam báo giùm em nha mọi người. 450. Chị ơi lấy đôi giày size 41 cho em luôn. Rồi chốt đôi giày size 41 cho Thanh Vân Võ 1.150.000. Rồi em chốt ơi. Ai chốt nón báo giùm em. Rồi. Cho em cho cháu em nó đổi. Rồi bây giờ em có mấy cái chai xịt của mát nè mọi người. Em bán cho mấy chị giá xịt sau khi xịt trang điểm nha. Xịt sau khi trang điểm để giữ lớp make up lại nha mấy chị. 100 ngàn một chai. Ai chốt báo giùm em. Em chỉ có 2, 4, 6, 7, 10 chai. 100 ngàn đúng thôi nha mấy chị. Bán cho nó trọn đêm nay luôn nha mấy chế. Sau khi mấy chị trang điểm, mấy chị xịt vô để mình giữ cái lớp phấn, giữ cái lớp mình trang điểm nó không có bị trôi nha mấy chế. Cái này là của MAC nha mọi người. Cái này là hiệu MAC nha. Chỉ có 100 ngàn và chỉ
10 chai thôi nha mấy chị. Ai chốt báo giúp giùm em. 2 chai cho chị Hồng Thị Thanh. Ai chốt nữa báo giùm em nha mọi người. Em chỉ có 10 chai thôi mấy chị. 1 chai cho Ti Ti Trinh. 100 ngàn em nói thiệt với mấy chị. 2 chai cho Minh Phan. 2 chai cho Huỳnh Vân. 2 chai cho chị Huỳnh Vân. Còn 3 chai mấy chị. Ai lấy báo giùm em luôn. Dạ không dạ. Ghi người 2 chai cho Phan Nguyễn. 2 chai cho Phan Nguyễn. 2 chai cho Tuyên Phạm. 2 chai cho chị Tuyên Phạm em hết nha. 1 chai cho Thanh. Hết. Lấy mà hết rồi. Rồi em hết nha mọi người ơi. Tôn Sơn Đỗ ơi, Tôn Sơn Đỗ có mua đồ chơi. Em còn chiếc xe nè mấy chị. Em còn chiếc xe đua màu trắng 350 ngàn. Ai lấy không mấy chết. Em còn chiếc xe đua màu trắng có remote control 350 ngàn. Còn em còn còn 10 đúng rồi. Có 10 chai nhưng mà có 10 bên kia có 1 chai nữa. Đủ mà. Xe đua. Xe 300. Xe 350 cho chị Hồng Thị Thanh luôn. Đó, chị theo ô chính hãng. Chị theo chút trước. Sorry chị Hồng Thị Thanh. Chị theo chút trước. Bấm cho chị theo. Hết rồi chị Hà Minh ơi. Em hết trơn rồi. Em còn chai bự. Em còn chai bự. Ai lấy chai bự không? Chai bự, mặc dù chai bự mà bán không? Em còn chai bự nhưng mà chai bự tới chai bự này 100ml lần này mấy chị. Em bán 450 lần á. Em bán 350 đi. Nếu mà ai lấy chai bự, ai lấy chai bự em bán 350 ngàn chai thôi. Chai bự này nó tới 18 đô một chai luôn nha. Nếu mà ai lấy chai bự em bán 350 ngàn một chai nha mọi người. Xịt sau khi xài chống nắng ok không? Đúng, xịt sau khi make up luôn nha mấy chị. Quánh chai bự, quánh son, quánh phấn, quánh cái gì lên đó xong rồi quất cái make up lên, quất cái chai này lên giùm em. Vũ Hồng Nhung xịt 350. Vũ Hồng Nhung một xịt 350. Từ từ để coi còn bao nhiêu chai đã. Một chai 100 ngàn. Tuyên Phạm một chai. Tuyên Phạm một chai 350. Có búp bê eo Thanh Vũ một chai 350. Thanh Vân Võ một chai 350. Rồi em còn một chai 350. Em còn một chai 350. Ai lấy luôn không mấy chị. Em còn một chai xịt make up 350 ngàn. Hỏi chị Hứa Ngọc Thủy lấy luôn không. Chị lấy 100 mà hết rồi nè. Chị Hứa Ngọc Thủy ơi, chị Hứa Ngọc Thủy lấy chai bự luôn không. Chị Hứa Ngọc Thủy còn 100 hết rồi. Hoài Phan lấy chai nữa nè. Ngoại Phan lấy một chai. Hồng Nhung lấy 2 chai nè. Phạm Quốc lấy 1 chai nè. Hồi nãy chị Tuyên có Phạm không bấm gì vậy? Phạm Quốc trụ em còn 2 chai bên tỉnh. Chờ em xíu coi. Bao nhiêu chai nè? Em là bao nhiêu chai. Hôm nay là mấy chai đó lại em một chai. Bắt chai không? Em xài chai nhỏ nha chị. Chai nhỏ hết rồi chị Ngọc Thủy ơi. Chị Hứa Ngọc Thủy một chai có chị Hứa Ngọc Thủy. Rồi chốt cho chị Hứa Ngọc Thủy một chai 100 ngàn. Rồi chị Phạm Quốc Trụ lấy chai 350 phải không? Đây cho chị nhỏ đi. Phạm Quốc Trụ, Vũ Hồng Nhung hai chai 350 rồi đó. Một chai không, hai chai 350 đủ không? Đủ. Trước là Quốc Trụ á. Rồi có hai chai 350 nữa là hết nha. Tổng okay. Cộng như chai vậy. Rồi cứ bấm phiếu đi rồi tính. Kìa còn hai chai nhỏ kìa. Ừ, để coi có còn chai bự không, nhớ còn chai bự nữa. Mình để chai nhỏ chút nhiều lắm, có đủ không? Có thuốc giảm đau đầu, thì có em có Tylenol đó chị. Chị Vũ Hồng Nhung ơi, em có hũ Tylenol giá 550 á. Chị Vũ Hồng Nhung có lấy không? Tylenol
hũ hồng nhung. 550 hũ. 550 một hũ nha chị Vũ Hồng Nhung, có lấy thì báo giúp giùm em. 290 viên. Loại này là loại giảm đau 8 giờ nha chị. Loại giảm đau tới 8 giờ luôn. Chị Hà Minh lấy 550 là lấy gì chị? Lấy thuốc chị, thuốc Tylenol hay sao chị Hà Minh? Chị Tuyên Phạm là rút cuộc chị chốt chai bự hay chai nhỏ vậy? Chị Tuyên Phạm là có hai chai nhỏ với một chai bự. Phải không? Chị nói chị chốt chai nhỏ. Nếu mà chị chốt chai nhỏ bự thì trả lại cho em. Chị Hà Minh lấy thuốc 550. Chị Vũ Hồng Nhung có lấy không chị Vũ Hồng Nhung? Em chị Hà Minh đợi em chút xíu nha, em hỏi chị Vũ Hồng Nhung trước, và chị Vũ Hồng Nhung chị có lấy không nha. Của chị Tuyên Phạm á là hai chai nhỏ với một chai lớn. Chị Vũ Hồng Nhung ơi, chị có lấy không? Không lấy thì em chốt qua cho chị Hà Minh. Nhờ chị Vũ Hồng Nhung không lấy ha, em chốt qua cho chị Hà Minh nha. Trời ơi, bà chốt có một chai nhỏ, nãy giờ bắt công mình hai chai lớn, hai chai nhỏ luôn. Một vậy là có lấy chai lớn không xả chị một, hay là xả hết luôn chị lấy một chai nhỏ thôi. Dạ chị lấy là một nhỏ một Hà lớn Minh hay là một nhỏ thuốc thôi không? Hà Minh hủ thuốc. Đúng rồi chị Hà Minh lấy hủ thuốc. Em có má hồng màu ốc gam nha chị Minh Phan. Em có ốc gam, má hồng hiệu ốc gam size lớn 500 ngàn. Nếu không nghe chị ơi gì nè, size nhỏ giảm là 300 ngàn nha chị. Giảm đau loại này còn không em? Dạ hết rồi chị, giảm đau em hết rồi, em chỉ còn có cái hũ đó thôi à. Em có hũ Advil. Em coi cái em nhạc khui uống chưa? Khui rồi. Rồi em đưa cho khui chai lần lỡ không đưa được. Vậy là em còn hợp nguyên á. Còn không? Chị cho còn chung. Em còn một hũ giảm đau Advil nè chị. Chị Vũ Hồng Nhung 400 ngàn, 400 ngàn, 120 viên. Nếu mà chị lấy thì em lấy cho chị Advil này, màu ốc gam á, màu hồng cam á chị. Em đang xài nè chị Minh Phan, màu hồng cam em đang đánh, em đang xài màu hồng cam này, size nhỏ 300, size lớn 500. Dạ, lấy cho chị Vũ Hồng Nhung chai giảm đau 400 ngàn Advil. Rồi thôi, em còn hai chai nhỏ thiếu không? Thiếu một chai lớn. Thiếu một chai lớn hả? Đây lấy chai lớn còn thử. Cái này là thuốc giảm đau để em thử lấy Minh Phan một hộp nhỏ. Chị Minh Phan lấy một hộp nhỏ 300 ngàn. Còn á, còn ở đâu trong này? Mèo ngao một má hồng nhỏ. Mèo ngao một má hồng nhỏ 300. Chị thu còn cái xúc không? Đó. Còn chứ bỏ đi. Má hồng. Má hồng 300 ngàn. Đưa đây. Đưa rồi. Một người nữa. Đi. Trinh tâm mì. Tâm mì 300 chị ơi. Trinh tâm mì 300. Trinh thủy tâm mì 300 chị ơi. Mất rồi đó. Còn hết giày nam rồi chị, em bán hết trơn giày nam rồi chị ơi. Giày nam em không còn gì hết trơn á. Em có chai xịt makeup nó nằm ở đâu rồi. Em nhớ em còn một cặp nữa mà. Chị ơi. Nằm trong đây nè. Có hút táo bón không em yêu? Dạ không có. Ăn cái gì mà tới nỗi mà kiếm hút táo bón không vậy mà chế. Rồi ai lấy ha? Có phấn mắt không chị? À, phấn mắt là... nhiều lắm chị. Phấn mắt nhiều thiệt là nhiều luôn mà không biết lấy cái màu bán làm sao luôn á. Phấn mắt em bán nguyên hộp vậy nè mấy chị. Em bán có 250 một hộp thôi, em có rất là nhiều màu luôn. Trời ơi chị Phước Phạm, bữa giờ chị mấy lên hủ kẹo sô cô la. Dạ hủ kẹo sô cô la đó 500 ngàn á chị Ngọc Phượng. Hủ kẹo sô cô la đó 500 ngàn. Dạ chị Phước Phạm, chị đi chơi mới gì rồi hả chị? Lấy em màu nhẹ nhàng dùng hàng ngày. Màu nhẹ nhàng. Màu nhẹ nhàng dùng hàng ngày. Đây có nguyên hộp luôn. Đủ các có hãng gì Minh Phan gì. Hãng gì?
có bán hãng của Fission Formula đâu chị, cái hãng đó. Ở này chị xem chị. Tâm mì chị mới vào. Đây là chị xem ví tâm mì. Khoan khoan từ từ, cái hộp phấn này chị. Hộp phấn này em sao còn 280.000 nha mấy chị. Hộp phấn này rất là đẹp của chị đâu mới về chị Quốc Hành. Em bán 3-4 ngày nay rồi em bán. Em bán em chờ chị em buồn muốn chết luôn. Ai lấy cái hộp phấn này báo giùm em nha mấy chị. Em còn có hai hộp này thôi, em bán 280.000 chín ô màu nha mấy chị. 200 ok. Còn ngao ok dù gì. Ok màu này hả? Màu nhẹ nhàng dùng rồi. Ngày nữa. Ok màu mèo ngao 250.000. Ok cái màu mắt đi. Ok hoài không biết ok cái vụ án gì luôn á. Ai lấy màu mắt 280.000 nữa báo em nha, em còn một hộp nữa nha mấy chị. Hộp phấn 280. Rồi Quý Trần lấy một hộp phấn 280.000 luôn. Quý Trần một cái, mèo ngao một cái. Trời qua màu khác. Đây màu này em còn nhiều. Phấn mắt Lancome hay Clinic? Dạ em không có. Phấn mắt Lancome với Clinic em không có. Chị em có Colourbox thôi. Cái màu này nó hơi đậm hơn. Vậy chút em xíu. Bé không chị? Có cái em bé đây. Em có một cái hộp phấn này màu nó hơi đậm một chút xíu nè chị, để đi tìm. Em bán cũng 250.000 luôn. À 280.000 luôn. Ai lấy hộp phấn màu đậm này báo giúp em. Ai lấy hộp phấn màu đậm này để đi tìm nha, báo giúp em nha mấy chị. 280.000. Em nói với mấy chị á, sale không rẻ, không lấy tiền luôn. Cái này em có rất là nhiều. 280 nha mấy chị. Quý Trần đậm nha em. Quý Trần lấy cái màu đậm về đổi lại ha. Rồi em lấy chị Quý Trần cái màu đậm 280.000. 9 hộp, 9 màu mắt luôn nha mấy chị. 9 màu mắt 280.000. Ai chốt báo giùm em nha. 9 màu mắt. 9 cái màu mắt. Màu mắt á là mấy chị phải hỏi em nói thiệt á, em là em chuyên màu mắt luôn. Rồi em qua cái bộ này, màu này cũng đẹp luôn. Dạ dạ có dây em bé đợi mèo ngao ơi đợi chút xíu nha. Màu này tông nâu, con trai nó sang. Rồi ai chốt màu này báo em nha mấy chị. Ai chốt màu này nè, chốt đi không kêu chừng bắt con coi. Ai chốt màu này báo em nha mấy chế. Nó có một cái màu vũ ở chính giữa nha mọi người. 280.000. Ai chốt hộp này báo em nha mọi người. 280.000. Không đẹp không lấy tiền nha mấy chị. Không đẹp không có lấy tiền luôn á. Chỉ có 280.000 mà thôi. Rẻ chưa còn có rẻ luôn mấy chị ơi. Màu của Colourbox. Mấy cái này nó rất là ăn màu mấy chị. Trang điểm đẹp lắm. Em nói thiệt á, hồi xưa á, em bán là cái nghề của em ra là nghề bán mỹ phẩm mấy chị. Mà dạo này em không có tương tác bên Instagram nữa, cho nên là em bán này chị Hà Minh một hộp tâm nâu. Ai lấy nữa báo giùm em nha mấy chị. 280.000 thôi nha mọi người ơi. Chỉ có 280.000 thôi. Em sale rất là rẻ. Xét thể thao hả chị? Em bán hết trơn rồi chị Phước Phạm. Em còn bộ nào hết trơn á. Em còn bộ thể thao nào luôn á. Phấn mắt 280, tông nâu, Kiều Chi Trần. Kiều Chi Trần một hộp 280.000. Ai chốt nữa báo em nha mấy chị ơi. 280.000. Em nói thiệt á, em bán 380. Mà bây giờ cuối năm rồi em sale rẻ, em lấy tiền lại mấy chị. Đẹp ghê không? Chị có cái hộp, giờ tới cái màu nhũ ở chính giữa nè. Đánh cái màu này xong quất cái màu nhũ lên, em nói thiệt với chị á, không thành công nữa là thôi luôn á. Đẹp lắm, đẹp dữ lắm chị ơi. Đẹp không? 280.000 nghe. Ai chốt nữa báo em nha mọi người, cứ nhắn em. Nếu mà em tắt like rồi thì cứ nhắn em nha mấy chế. Em có nhiều lắm, em có rất là nhiều màu mắt luôn, đẹp vô cùng. Rồi không ai mua nữa hen, em cất vô hen. Em còn 2 chai 100.000 xịt sau make up nè, ai lấy không mấy chị? 2 chai xịt make up sau make up còn 100.000. Có bị thiếu không á cha? Thôi đừng có chốt nữa, lỡ bị thiếu á. Kiếm bên đây đủ rồi. Có thiếu 2 chai. Đó. Nãy giờ mấy chị chốt 2 chai quá trời, có đếm chưa? Trời ơi. Đếm rồi hả? Rồi em còn 2
hai chai xịt make up giá 100 ngàn, ai lấy luôn không chị ơi? Một chai 100 ngàn, hai chai 200. Nãy bấm phiếu mà không biết có sót của ai không. Em một chai 100 ngàn nha mọi người. Xịt xong make up. Xịt mới xong make up Trần. Trần Nguyễn một chai. Hai chai quý Trần. Một Trần Nguyễn một chai, quý Trần một chai. Tại vì quý Trần là chốt sau nên em đưa chị một chai thôi nha. Chị quý Trần xài đỡ giùm em một chai. Rồi một cái set cuối cùng rồi em tặng sau cái này nha, sau cái này chứ phải cái này tặng. Cái này 260 ngàn nha mấy chế, 260 ngàn gồm một chai nước hoa và ba ống nước hoa. Một chai nước hoa hiệu replica 9 ml, em bán 260 thôi mấy chị, em bán 260 chốt thoải mái luôn nha mọi người. Và ba ống ở trong này, ba ống nhiều hết như đây luôn, có 260 ngàn thôi mấy chị nha, hết như đây luôn. Một chai, một chai này ba ống này 260 ngàn, chốt báo em chốt thoải mái. Ai coi cái túi thơm mình rồi, ai chốt nước hoa báo giùm em nha. Ai chốt nước hoa 260 ngàn gồm một chai nước hoa, xin lỗi em coi lại 7 ml nha chị chứ không phải 9. Hana ơi mấy nhỏ con nó ngủ tắt đi anh. 7 ml nha mọi người, một chai 7 ml và ba ống, mỗi ống là 1.5 ml, giá 260 ngàn nguyên đóng này luôn nha, nguyên đóng này luôn 260. Ai chốt báo em, chốt nước hoa cho Minh Phan một set. Ai chốt báo em nha mấy chị, 260 ngàn một ống, hai ống, ba ống và một chai 7 ml. Ai có chốt báo giùm em, chỉ có 260 ngàn cho tất cả cái này luôn nha mọi người. Ai chốt báo giùm em nha mấy chế, ai chốt báo giùm em, chỉ có 260 ngàn mà thôi nha mọi người. Rất là thơm luôn á, thơm lắm, thơm ơi là thơm luôn. Nhà sập cửa hết trơn rồi. Thôi rồi thôi ai hả? Khẩu cây tròn tròn là gì? Thanh Vân bỏ một xét nước hoa. Khẩu tròn tròn là gì? Khẩu kem gì đó. Kem body. Ai chốt nước hoa nữa báo em nha mọi người ơi. Túi tô mì hồi nãy ai kêu coi là chị 300 ngàn, xỏ cái tay vô cầm bỏ được một ít tiền, chắc cũng cỡ 20-30 triệu á mấy chị, để được nhiều tiền lắm. Đây là chị Ngọc Phượng, chỉ có 300 ngàn thôi, mua 13 đô 99 mà bán 300, lời chưa chị, lời lắm luôn á, lời một khúc luôn á. Nói chứ tại vì á, em mua cái này, em bán, em tính em đem về, em tặng, nhưng mà em bán luôn nha mấy chị, em bán không ai mua, em tặng cho em nha. 300 ngàn, ai có nửa chốt nữa thì báo giúp em nha em. Em còn hai cái, em còn hai cái nha mọi người. 300 ngàn thôi, ai chốt báo giùm em ha. Xếp nước hoa, xếp hoa ở ngoài cái bên cái phòng kia. Rồi chị Hà Minh lấy một cái 300, Ngọc Phượng một ví tông mày, Hà rồi. Minh một cái. Rồi em hết luôn nha. Rồi hai bé nghỉ xài nha hai bé. Em nói em làm bộ thôi, em làm bộ em nói em cho chứ. Tặng chứ gì chị? Rồi tặng chai nước rửa tay. Rồi, nãy nói 5 chai đúng không? Hồi nãy nói 5 chai, bây giờ cho 10 chai luôn. Rồi, comment giùm em tặng 10 chai nước hoa mấy chế ơi. 10 chai em tặng 10 chai nước hoa cho 10 khách nước rửa tay. Xin lỗi, 10 chai nước rửa tay. Khùng. Rồi, 10 chai nước rửa tay comment giùm em, đếm bên đây 5, bên đây 5 nha. Đây, đếm. Đếm chữ tặng, bấm 10 phiếu. Rồi, tặng em tặng nước hoa. Tặng nước rửa tay em, tặng nước rửa tay 5 phiếu bên T Store, 5 phiếu bên US Body nha mọi người. Bấm giùm em hai chế, bấm giùm em đi hai chế, mỗi bên em tặng 5 chai nha mọi người, 5 chai nước rửa tay mỗi bên, mỗi chai trị giá là 65 ngàn mà em tặng cho mỗi bên 5 nha. Bên em có chai nào? Rồi đủ chưa? Kéo xuống thử em. Rồi đủ
chưa? Đủ 10 chưa? Rồi. Rồi, rồi, ngưng nha mấy chị. Cái gì 11 không má? Đây đây chị, đây chị đọc. Thôi hết tặng rồi mấy chế, hết vốn rồi. Bên này tí sao không có cái nào? Ngủ hết trời. Gì bấm hoài vậy? Ờ. Cho bấm hoài vậy 10 thôi. Đó, mấy hả? Có mèo ngao cho. Cho mèo ngao chứ. À, em tặng cho chị Huỳnh Vân, chị Phạm Quốc Trụ, Thanh Vân Võ, Hồng Thị Thanh, Minh Phan, Vũ Hồng Nhung, Ngọc Phượng, Trân Nguyễn, Theo Ô Huy Chính Hãng với Bảo Hà. Trời má ơi, bà bỏ tiền nha, Mộng Dung một cái, Mèo Ngao một cái nha mấy chế. Ừ, chị cho, chị đâu em á. Rồi, em tặng cho, nãy em đọc mực ai, hình như bà bấm cho 12 người, chứ không phải 10 người nha mọi người. Rồi, giày 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 em bé. Rồi kẹp vô giùm cái để mai bỏ vô. Đây giày em bé. Giày em bé em còn một đôi này là Adidas size số 26. Size 26 đúng không ta? Size 26 rưỡi. Size 26 rưỡi cho con gái. Em bán 600 ngàn thôi chị. Em bán 600 ngàn thôi, ai lấy báo giùm em luôn. Em bán sale đôi này luôn. 750 á. Bữa em bán chị Phương Cúc là 750, nhưng mà cháu chỉ mang cũng vừa, cho nên em bán cho chị 700 ngàn, size 26 rưỡi, dài là 16 cm nha mọi người, dài 16 cm. Ai chốt báo giúp giùm em bán 600 ngàn thôi nha mấy chế. Em bán 600 ngàn, ai có chốt thì báo giúp giùm em. Rồi, đôi này là size 22, sô cô la là 500 ngàn nửa ký nha chị Trần Điệp. Dạ không có biết mấy tuổi chị, nó cái chân nó dài 16 cm á. Chị coi trong cái đôi giày của cháu nó mang á, đôi nó dài bao nhiêu á thì chị coi. Về nam 39. Biết sao về nam nhỏ xíu vậy? Có giày nữ thôi chứ không có giày nam size 39. Rồi em có đôi này nữa. Em cũng bán ha. Này bán 600 ngàn chắc lỗ chết luôn rồi. 650 đi chị, 650. Đôi này nhỏ xíu thấy thương quá. Dài nhiêu đây? 13 cm. Cái chị Phương Phúc chị có lấy không ta? 13 cm mới chết. 13 cm. Nữ 38 có không ạ? Nữ 38 có giày Puma được không chị? Xinh xắn. Đôi giày em bé này em bán 650 ngàn luôn nha chị nha. Đẹp quá trời luôn á. Sô-cô-la rượu là 500 ngàn nửa ký. Đọc rồi, trả lời hết rồi. 650 ngàn size 13 cm nha. Ai có chốt thì báo giúp giùm em. Một đôi 16. Giày 650, Sương Phạm. Chị Sương Phạm lấy đôi giày 650, 13 cm. Rồi còn đôi 16 cm. Ai lấy em bán 600 luôn nha mấy chị. Đôi 16 cm giá 600 ngàn. Ai chốt báo giúp giùm em luôn ha. Ai chốt báo giùm em luôn 600 ngàn. Đây giày 38 đây chị, giày 38 em sale còn nãy 1.250.000 mà em sale còn có 1.1 thôi. Bây giờ tới chị hỏi lại về em bán cho chị 1.2 được không chị xinh xắn. Nói với giày Puma size 38 em bán giá là 1.000.000 nha chị xinh xắn nha. Có đôi nào hơn không? Dạ không, em hết trơn giày rồi chị, em hết giày em bé luôn rồi. Còn đôi đôi kia là size nhỏ, size số 5. 1.000.000 chị xinh xắn có lấy thì báo giúp giùm em. Size 38 em hết trơn này, chỉ còn đúng một đôi này thôi, em sale còn 1.000.000 nha. Rồi thôi em ngủ em nghỉ nha mấy chị. Mai bán tiếp, mai tặng tiếp ha. Tặng nó nói em tặng mà sao mai lấy luôn á chị, em ế tới mức độ vậy. Mà 1.000.000 chị Mai Hoàng chốt đôi Puma 1.000.000 rồi. Nó nghỉ đi chị ơi, nghỉ cho con em nó ngủ mất tiêu rồi, thương nó ngủ rồi. Ngày mai em bán tiếp nha mấy chị, ngày mai em bán tiếp. Giờ em ghiền quá, em muốn bán cái chai sữa tắm này quá, mấy chị mua không? Sữa tắm Nam 200 ngàn đồng một chai, mùi cổ hoa, mùi cái gì cổ đàn hương nha chị nha. Em còn có khoảng chừng 7 chai thôi, em có 7 chai. 200 ngàn một chai sữa tắm, tắm gội cho nam và nữ luôn nha mấy chị. Rất là thơm, mùi này là mùi thư giãn nha.
bỏ một chai sữa tắm. Cái gì? Thanh Vân bỏ một chai sữa tắm. Sữa tắm không được á. Thì dướng á. Bán thêm cho chị mới vào. Bán tiếp mẹ đi. Bán sữa tắm tiếp đi chị. Sữa tắm chốt tiếp đi rồi em chốt thêm. Còn ai nữa không chị? Sữa tắm nam 200 ngàn. Ai chốt báo tiếp giùm em. Ba mấy chai rồi? 4 chai rồi, em còn 3 chai nữa. 200 ngàn nha mọi người ơi. 200 ngàn. Rất là thơm. Sữa Bath & Body Works là 280 ngàn nha chị Minh Phan. Em còn có 3 chai, chị hút luôn giùm em được không? Em còn 3 chai. 280 là 840. Em bán cho chị 800 3 chai luôn nếu mà chị Minh Phan chị lấy hết.